thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đang tiến qua lễ đài là đoàn đại biểu đại diện cho 750 hộ dân của khu Tân Xuân. Khu Tân Xuân được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 1994, là một vùng bán sơn địa nằm dọc theo đường Hồ Chí Minh, có diện tích là 1,7 km2 với 2.895 nhân khẩu. Khu có trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam và nhiều cơ quan đơn vị lựa chọn là nơi đứng chân, tạo điều kiện thuận lợi về phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục.